Anh em, chào anh em đã đến với em Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay bên em tiếp tục lên đường xuống khách hàng với phiên bản đẩy ETC DK1200. Đây là hình thức hộp của đẩy ETC DK1200 mà hôm nay lên đường xuống khách hàng đây. Em Tùng xin phép làm một video test lại chất lượng âm thanh một lần nữa, đập hộp và cùng anh em trải nghiệm dòng đẩy ETC DK1200 cho anh em khách hàng, và tiện cũng để giới thiệu cho anh em cái mẫu sản phẩm đẩy 4 kênh vô cùng chất lượng cho các anh em lựa chọn gia đình, phòng trà, sự kiện, sân khấu nhá. Và đây em xin cấp anh em bỏ nó lên cái bàn này cùng anh em đập hộp và kiểm tra lại. Đây rất là nặng các bạn. Đấy, dòng đẩy này về kích thước và về độ nặng này thì nó dao động cho khoảng tầm hơn 30 cân các bạn nhá. Đấy, và dòng đẩy này sẽ sử dụng nguồn xuyến đồng và 80 sò LGK cho anh em. Hàng sản phẩm mới nguyên 100%, nguyên phụ kiện thùng hộp đây quá. Anh em mà muốn test thực tế đến với cả em Tùng Audio, địa chỉ em xin thông báo luôn cho anh em từ video nhé. Em Tùng ở km quốc lộ La Ma, Kim Xuyên, Hải Dương. Tuyến quốc lộ La Ma anh em đi Hải Phòng, Hưng Yên. Đấy thì ghé thăm cho em Tùng Audio nhé, để trải nghiệm âm thanh với các thiết bị bên em đang giao bán cho anh em khách hàng rất rẻ. Đấy, và đây là một trong những phiên bản đẩy hôm nay lên được và khách hàng đẩy 4 kênh chính hãng của hãng ETC DK1200, 1000W công suất anh em nhé. 1000W là một công suất rất là khỏe đấy bác ạ. Chúng ta đừng nghĩ là 1000W ít, nhiều bác là khi mua cứ muốn là những cái dòng đẩy mà tầm 2000-3000 công suất, là thật các bác không bao giờ chơi được hết với các công suất như vậy đâu. Chúng ta chơi làm sao cho nó vừa với cặp loa thôi. Cho 1000W công suất thì anh em có thể đánh được dưới rất nhiều cặp loa, cỡ lớn rồi. Ta thể một kênh là có thể một đôi 30 full các bạn, 76 từ 190 vẫn dư đây các bác nhá. Và thậm chí là anh em mà chơi bát 40 và côn 76 thì vẫn thoải mái một đôi, một cặp một cặp anh em đánh kênh là thoải mái luôn. Đấy. Còn nếu như chúng ta chơi thích hợp nhất là chúng ta sẽ đánh hai kênh full và hai kênh đánh súp. Đấy, với 1000W công suất cho anh em đánh gia đình sự kiện, đánh thoải mái từ 30 đến 40 luôn cho anh em. Hàng sản phẩm chính hãng của hãng ETC đây các bác nhìn này. Rất là cẩn thận từ hộp hình thức cho đến các thiết kế bên trong nữa. Đấy, em xin phép anh em đập hộp ra kiểm tra trên kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương luôn. Em đã đến với cả anh em, các anh em sẽ thấy rằng là hàng em sản phẩm chuẩn chất lượng nhé, mới tinh 100%. Bây giờ em xin phép anh em bỏ nó ra ngoài cùng anh em xem hình thức giao diện thiết kế và chất lượng âm thanh đẩy ETC DK1200 cho anh em khách hàng đặt đơn hàng nhé. Em đây là giao diện thiết kế của đẩy 4 kênh ETC DK1200. Em cũng đã mở hộp hình thức ra cho anh em khách hàng kiểm tra phải không ạ? Và đặc biệt là hôm nay thì cũng lên được phụ em khách hàng. Thế nên em và Tùng làm một video nữa về chất lượng âm thanh của dòng đẩy ETC DK1200 này. Còn về các tính năng hay nội thất thì nếu như các anh em cần tham khảo chi tiết hơn nữa thì có thể liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio hoặc nhắn tin qua Zalo để em gửi hình ảnh nội thất và video nội thất. Em làm rất là nhiều dòng này rồi. Đấy, cho anh em xem qua phần nội thất khá nhiều video trước đó với em Tùng làm. Còn ngày hôm nay thì tiện lên đường thì làm một video ngắn gọn thôi, chủ yếu là đập hộp ra cho anh em kiểm tra hàng mới, thứ hai nữa là test chất lượng âm thanh trên dòng đẩy ETC DK1200. Nhắc lại một chút về hình thức giao diện này, chất lượng âm thanh của dòng này và các thích thức sử dụng các nhá. ETC DK1200 với phiên bản màu đen, các bác nhìn thấy có phần lớp bảo vệ bên ngoài. Công tắc nguồn được thiết kế thụt vào phía trong. Nhiều bác hỏi em mà cái công tắc nguồn này nó nằm phía sau hay sao mà không thấy có công tắc nguồn nó để ở đâu cả. Thì thưa bác, nó sẽ nằm ở đằng sau cái lớp chấn bảo vệ các bác nhé. Anh em có thể bật tắt luôn được cái nút này. Đấy, rất là đơn giản, cũng rất là hiệu quả và an toàn. Các phím chiết áp volume đây các bác, kênh A, B, C, D, phím chiết áp volume, độ nhạy tăng giảm âm lượng, có cái phần ký hiệu đèn led thì chúng ta tăng giảm. Con này thì sử dụng 4 quạt gió làm mát, 2 quạt gió mặt trước và 2 quạt gió mặt sau. Sử dụng nguồn xuyến đồng 80 sò LGK, 1000W công suất là công suất thực tế anh em nhé. 1000W công suất đánh rất là nhiều cặp loa đấy anh em ạ. Có thể lựa chọn loa 30, 40, thậm chí là 50 được. Với dòng đẩy này thì đầy đủ chế độ đánh khác nhau, Sitel, Banel, Bride, chập kênh riêng biệt, anh em có thể đánh thoải mái theo các chế độ đánh. Và dòng này thì đánh ra âm thanh rất sáng với những cái loại sò tốt như này, nó sò LG một trong phiên bản sò đắt tiền, âm thanh ra sẽ sáng hơn, sạch hơn so với những cái dòng sò thông thường. Và đương nhiên rồi là hàng sản phẩm chính hãng của nhà hàng ETC, có mã QR code này, logo thương hiệu để anh em có thể kiểm tra hàng, check hàng. Đấy, nhận hàng về các anh em được quyền kiểm tra hàng, được thử hàng. Còn bây giờ thì quý anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng đẩy ETC DK1200 nhé.
thanh thực tế của ATC DK1200. Ở đây thì em đánh hai kênh với hai quả loa bát 30 đấy, và bát âm lượng khoảng tầm 30% công suất. Thì các bác thấy âm thanh ra thế nào ạ? Tiếng khỏe, sáng, sạch đúng không ạ? Nghe nhạc với đẩy công suất, các bác sẽ cảm nhận chế độ âm thanh đánh rất là lực tiếng. Với những cặp loa nó sẽ phát huy được cái âm thanh tốt nhất từ những cặp loa. Chúng ta đánh yếu âm thanh quá, đánh yếu cái phần công suất quá thì cũng đồng thời giảm cái âm thanh của loa xuống các bạn. Thì khi chúng ta sử dụng đẩy công suất một chút thì các bác sẽ nghe được cái chế độ âm thanh tốt nhất từ những cặp loa của mình. Đó chính là những gì mà ATC DK1200 mang lại cho phòng hát gia đình. Sự chuyên nghiệp, âm thanh ổn định, chất lượng âm thanh khỏe khoắn, thoát tiếng tốt. Đấy, và tiếng nhạc rất sáng và sạch. Cũng như là chúng ta sẽ có cho mình một cái công suất rất là khỏe để chơi được rất nhiều cặp loa cỡ lớn mà không cần phải lo là việc là thiếu công suất. Nếu như đánh một con đẩy này chơi phòng hát gia đình thì thoải mái đấy các bạn. Đánh được tất cả cặp loa phòng hát gia đình và đi chơi sự kiện chuyên nghiệp nữa. Chúng ta có thể sử dụng đẩy đánh loa full, còn chúng ta sẽ sử dụng thêm quả đẩy khác để chúng ta sẽ đánh loa sub. Với dòng đẩy này đánh loa sub và đánh loa full rất là khỏe tiếng, sáng sạch và đạt độ ổn định cao. Với dòng đẩy ATC DK1200 hiện tại thì bên em Tùng đang xả mức giá chưa đến 6 triệu đồng các nhá. Nếu như anh em đang cần mua dòng đẩy ATC DK1200 giá tốt thì các bác liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương phía dưới màn hình 0979629336, chắc chắn anh em sẽ được hưởng mức giá tốt nhất cũng như là sở hữu cho mình một con đẩy công suất chính hãng, hàng chuẩn chất lượng bên cảng em Tùng Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương nhá. Xin chào các bác.